ai lên tôi đi xuống. Nhưng mà cái này nè vụ gì nữa, ca là phải rõ ý nghĩa đúng không? Rõ ý nghĩa đàng hoàng. Bài này là nói về anh em ở đây đúng không? Em bảo đảm luôn, chắc không? Chắc đàng hoàng rồi nhạc. Từ từ nó lên, trời ơi chịu quy nó nhắc, từ từ nó lên. Nhìn không bao giờ nói nhắc, anh em ta từng sống chết, bạn bè như thế tôi xem như chưa từng quen biết. Ngày còn nghèo khó, có điều có chung nhau nữa mà, giờ giàu nên đã quên những khi cơ hàng cùng nhau. Giữa khi ta cùng chí hướng, hôm nay kẻ nghèo người xuống, đồng tiền ra đó khi tiếng anh em bây giờ chia đôi. Hôm nay kẻ nghèo người dưng, đồng tiền ra lo kiếm tiếng anh em bây giờ chỉ.